VT News, kênh YouTube tin tức dành cho người Việt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Cụ ông 4 lần tai biến, bệnh viện Mỹ trả về, bỗng phục hồi thần kỳ nhờ lọ thuốc thời Lê. Chỉ 2 tháng sau khi dùng thuốc, cụ Nghi đã có thể đi lại dễ dàng, tự ăn uống, giọng nói cải thiện rõ, không còn méo mó như trước nữa. Trong cụ Trịnh Thúc Nghi, 77 tuổi, sống tại Thanh Nhàn, Hà Nội, chuyên viên cao cấp của Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, không ai nghĩ cụ đã từng trải qua 4 lần bị tai biến nặng, liệt giường, con cháu tưởng không qua khỏi. Thời điểm chúng tôi đến, trông cụ vẫn hồng hào, khỏe mạnh và cực kỳ minh mẫn, tựa như chưa bao giờ có bệnh. Trong căn nhà nằm sâu trong con phố Thanh Nhàn, cụ Nghi ngày ngày vẫn cần mẫn làm việc. Cụ bảo làm cho thêm khuây khỏa, chứ ngồi chơi mãi cũng buồn. Thời điểm này, cụ cảm thấy cơ thể của mình vẫn như hồi thanh niên, không có cảm giác mệt mỏi hay cần được nghỉ ngơi như những người bạn đồng lứa thắt thật cổ lai hy khác. Chính bản thân cụ Nghi cũng không nghĩ mình lại vượt qua những trận tai biến một cách thần kỳ đến như vậy. Thời gian trước, con cháu, hàng xóm, láng giềng, anh em gần xa đã tưởng cụ không qua khỏi, nhưng rồi cụ vượt qua được bệnh tật trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Từ lúc khỏe mạnh trở lại, hàng ngày cụ phải tiếp đón rất nhiều người lạ. Họ có người thân cũng bị căn bệnh tương tự, tìm đến xin chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những bài thuốc mà cụ đã dùng. Cụ Nghi chia sẻ, bí quyết thoát khỏi tử thần của cụ là nhờ những thảo dược bí ẩn trong bài thuốc của An Cung Trúc Hoàn của lương y Nguyễn Quý Thanh. Người kế thừa bài thuốc thần kỳ trị tai biến của tổ tiên là thái y triều Lê mấy trăm năm trước. Ông tổ 10 đời trước của dòng họ Nguyễn Quý là cụ Nguyễn Quý Thuần. Cụ Thuần quê ở Đức Trạch, Thường Tín, Hà Nội. Theo gia phả dòng họ thì trước đó nhiều đời đã làm thuốc và đến đời cụ Thuần thì nổi trội. Trong dòng họ có tới 20 vị dược phong danh y bí dược, được thừa hưởng những bí quyết gia truyền của dòng họ, cộng với thời gian dài học hỏi, nghiên cứu gia phả, rồi lăn lộn khắp các vùng núi non, kết hợp với các thầy lang dân tộc, lương y Nguyễn Quý Thanh đã tìm ra được cây thuốc quý và khôi phục được bài thuốc gia truyền của tổ tiên. Đó là những vị thảo dược chính trong bài thuốc An Cung mà các thái y dòng họ Nguyễn Quý vẫn sử dụng. Có thể kể tên như cây mẹ tèo, thiên trúc hoàng, sàn xá mộc, ô rô núi. Cụ tổ Nguyễn Quý Thuần đặt tên bài thuốc chủ đạo làm nên tên tuổi dòng họ là An Cung Diệu Dược, nay được lương y Thanh đặt lại là An Cung Trúc Hoàng. Cụ Trịnh Thúc Nghi cho biết, thường những bệnh như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim thì bản chất của bệnh vẫn là tình trạng xơ vữa các động mạch. Thời trẻ vì ăn nhiều thức ăn không phù hợp, cộng với việc đưa vào cơ thể nhiều chất kích thích như bia, rượu, đến khi có độ tuổi các bộ phận trong cơ thể sẽ bị thoái hóa, mạch máu bị xơ vữa, hẹp lại. Chính vì thế, máu đi nuôi cơ thể bị ùn tắc ở một vị trí nào đó, nếu tắc ở tim thì sẽ gây nhồi máu cơ tim, tắc ở não thì sẽ gây nhồi máu não. Chính vì vậy, bài thuốc gia truyền của các thái y triều Lê với những loại thảo dược tự nhiên có tác dụng làm sạch lòng mạch, khôi phục và làm thông thoáng những nơi máu bị tắc, giúp máu bơm đến khắp nơi, nuôi dưỡng cơ thể. Cụ Trịnh Thúc Nghi không nghĩ cơ thể của mình lại có thể xuống cấp nhanh và trầm trọng đến vậy. Thời điểm nghỉ hưu năm 1999, cụ vẫn khỏe mạnh lắm. Bay liên tiếp hàng chục tiếng đồng hồ sang Mỹ, rồi di chuyển liên tục khắp nước Mỹ vẫn không thấy mệt mỏi. Tự mình đi xe máy về Hải Phòng thăm bạn vẫn không thấy si nhê gì. Cụ bảo cụ vốn là người đam mê tốc độ, thích khám phá, đi phượt như giới trẻ, tính tình khá dữ dội. Đi nhiều thấy lắm cơ hội, lại không chấp nhận nghỉ ngơi, cụ Nghi liền buôn hàng về Hà Nội. Tuy nhiên, có một sự cố với đơn hàng khá lớn, cụ Nghi phải đau đầu suy nghĩ tìm cách giải quyết. Buổi trưa đang ngồi trong văn phòng, cụ bỗng cảm thấy đau nhói, tựa như bị một con dao sắc nhọn đâm hẳn vào tim, rồi gục xuống ngất xỉu. Cũng may người nhà phát hiện kịp thời, tức tốc đưa cụ vào bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Sau khi cấp cứu, bác sĩ lắp sẵn thêm thiết bị vào mạch vành của cụ để đảm bảo máu luôn được thông suốt trong cơ thể, kèm theo đó là một đơn thuốc dài dằng dặc, đồng thời nghiêm cấm cụ hút thuốc, uống rượu bia. Kể đến đây, cụ quay sang cười nói vui vẻ. Ai cũng có một thời oanh liệt, nhưng cũng từ lúc đó tôi nhận ra thời kỳ oanh của mình qua rồi, bắt đầu đến thời kỳ liệt thì phải. Nhận thức được sự xuống cấp trong cơ thể của mình, cụ Nghi bắt đầu giữ gìn và làm theo mọi chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, cụ tiếp tục đột quỵ lần thứ hai vì huyết áp tăng đột ngột, cũng may là đến bệnh viện kịp thời nên sống được. Lần nằm viện thứ hai, cụ Nghi mới biết mình mắc bệnh đái tháo đường, tiền liệt tuyến.
gia đình có điều kiện, nên thời điểm đó, ngoài việc điều trị ở bệnh viện, cụ dùng thêm thuốc an cung của Trung Quốc, mỗi viên giá mấy triệu đồng. Thế nhưng dùng thời gian dài, tốn kém hàng trăm triệu đồng mà không thấy biến chuyển, lại đọc được nhiều tài liệu nói rằng bài thuốc đó có hóa chất nguy hiểm gây tác dụng phụ nên cụ bỏ hẳn, không dùng nữa. Khi sức khỏe tạm hồi phục, con cháu đưa cụ đi mổ tiền liệt tuyến ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Khi hậu phẫu, bác sĩ phải truyền một lượng nước lớn để rửa sạch vết thương, đó là nguyên nhân khiến cụ bị tai biến lần thứ ba. Lần đó cụ cứ thấy mệt mỏi rồi dần dần cơ thể phía bên trái bại liệt dần. Kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cụ nghi bị thiếu máu lên não trái, chính vì thế thần kinh bị ảnh hưởng. Trong quá trình tập luyện và uống thuốc phục hồi chức năng nhưng chưa kịp phục hồi thì cụ lại tiếp tục bị tai biến, gây liệt não phải. Lúc đó cả cơ thể của cụ chỉ còn mỗi chân phải cử động được. Thương bố, người con trai đưa bố sang Mỹ để mổ, các bác sĩ đã tiến hành mổ nhưng không lại lập tức vì các mạch máu bị đông. Về lại Việt Nam, các bác sĩ bảo phải mổ nhưng tỷ lệ thành công thấp. Cụ nghi đồng ý mổ nhưng sau các xét nghiệm, kết quả chiếu chụp, bác sĩ lại từ chối. Được sự giới thiệu của nhiều người, con trai cụ nghi là giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng liền gọi cho lương y Nguyễn Quý Thanh. Lúc lương y Thanh xuống Hà Nội thì cụ nghi đã gần như người bỏ đi, nhìn cả rổ thuốc Tây, toàn loại uống để cầm cự mạng sống. Lương y Thanh chỉ định bớt đi một nửa số thuốc đó, rồi cho uống bài thuốc an cung trúc hoàng đều đặn. Thật thần kỳ, tình trạng của cụ nghi biến chuyển nhanh theo hướng tích cực. Chỉ 2 tháng sau khi dùng thuốc, cụ nghi đã có thể đi lại dễ dàng, tự ăn uống, giọng nói cũng cải thiện rõ, không còn méo mó như trước nữa. Cụ nghi đến bệnh viện khám lại, ai cũng ngạc nhiên khi xét nghiệm thấy tình trạng mỡ máu của cụ đang thuyên giảm một cách rõ rệt. Bản thân cụ cũng thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần cực kỳ minh mẫn. Thêm một thời gian nữa thì cơ thể cụ hoàn toàn hồi phục. Tất cả mọi người quen biết ai cũng ngạc nhiên, cụ nghi lại cảm thấy mình hừng hực khí thế như thời trai trẻ, tựa như chưa bao giờ xảy ra biến cố đối với cơ thể của mình. Sau 20 năm nghiên cứu, chữa bệnh, lương y Nguyễn Quý Thanh đã điều trị thành công cho hàng ngàn người bị bệnh tai biến mạch máu não, hoại tử các chi bằng bài thuốc an cung trúc hoàng. Những bệnh nhân có nguy cơ tai biến cao, sử dụng an cung trúc hoàng để phòng bệnh thì rất tốt. Những bệnh nhân đã trải qua tai biến, đang dần phục hồi, cần thiết sử dụng để tránh bị tai biến lại. Sở Y tế Thái Nguyên đã cấp phép cho lưu hành bài thuốc gia truyền của dòng họ Nguyễn Quý. Hiện lương y Nguyễn Quý Thanh đang hoàn thiện bộ hồ sơ, kiểm nghiệm lâm sàng hiệu quả trên 1.000 bệnh nhân. Để Bộ Y tế cấp phép đưa vào hiệu thuốc bệnh viện để cứu được nhiều người hơn, bệnh nhân có thể liên hệ qua số điện thoại sau để được tư vấn về thuốc và bệnh tai biến. 0915 330 535, 0979 184 263, 043 215 1903. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.